Hello, chào bạn buổi sáng nha. Sáng nay mình có nghỉ ngày off ngày hôm nay đó. Mình ra mình làm một cái video nhỏ nhỏ chơi. Mình chiết một cây quýt ở nhà mình đó. Năm vừa rồi nó lạnh, 2 năm trước lạnh lạnh dễ sợ nó chết hết trơn, không còn cây hết. Giờ nó mọc lên một cái cây cây nhỏ thôi, cây mẹ chết thì lên cây con. Đâu mình cắt một cái cây nhánh cây quýt nhỏ nha. Giờ mình chiết cho bạn coi ha. Cái cây này mình hồi xưa trồng cũng mười mấy năm, trận lạnh vừa rồi chết hết trơn bạn. Ồ, nó chết không còn giờ lên cái gốc này, lên cái gốc này coi con thôi. Nhưng mà cây mẹ thì chết rồi. Để giờ mình chiết nó nha bạn, mình chiết mình đem vô mình coi thế nào nha. Mình lấy một cái nhánh thôi. Mình cắt một cái nhánh này đi nha. Sorry. Cắt một cái nhánh này đi rồi cái mình coi thế nào. Okay, giờ bạn mình cắt cái cây này nha bạn. Mình cắt nên vô mình chiết coi thử coi nó thế nào nha. Ây da, chắc cũng khó giữ chứ. Chắc cứng quá. Cái cây này thì mình trồng cũng được lâu lắm rồi. Cũng mười mấy năm rồi nó chết, cái tầng lạnh rồi nó chết mất. Nó chết mất thì nó không còn cái con cây mè nữa. Thì nó chết, giờ mình bắt buộc mình phải cắt cho mình chiết cái cây này thôi nha. Đó, cây này mình cắt rồi. Giờ mình vô mình chiết nha bạn. Mình cắt bỏ mấy cái lá hết đi. Mấy nhánh nhỏ nhỏ mình cắt bỏ hết, không có để gì hết à. Đó, mình cắt bỏ hết để cho nó mình dễ chiết thôi. Đó. Chứ mấy cây này thì nó chịu lạnh lắm, nhưng mà nó dưới 10 độ C, dưới 10, 11, 12 độ là nó chết thôi. Cái cây này năm năm rồi nó lạnh quá, nó ngậm hết viên vườn mình đó. Đây, bạn ơi, giờ mình bắt đầu mình cắt cái dòng này nha bạn, cắt bỏ cái dòng cho mình đi, cắt cái dòng cái da của nó ha. Bỏ hết một cái nó cứng lắm bạn. Bạn cắt cẩn thận nha, cái này lúc nó vô tay vào nó nha, cái da nó cứng đó, nó rất là nguy hiểm. Mình cắt cái dao mình cầm cẩn thận lại, cắt cho nó tới cái da trắng ở trong luôn nha bạn, cái da trắng ở trong á. Giờ mình cắt cho trắng trong đó. Mình cắt xong rồi các bạn, bạn lấy cái bằng bô xung quanh cái da nó trước nha, để nó khô rồi cái bạn đó mình cắt cái này. Mình thấy chưa? Mình làm hơi hơi khó một xíu. Như cái cắt này phải mạnh tay nha bạn, nó không có dễ đâu. Nhưng mình cắt phải cẩn thận. Đó, mình cắt đều cái dài để này, cắt cho nó trắng luôn. Nó dễ bị lúc nó dễ thấm vô cái trong cái phần trong của cây đó, thì có lớp da ngoài nó bảo vệ cái cây dữ lắm. Nhưng mình phải cắt còn cái xanh xanh không có được, mình phải cắt sát vô nha. Đó, mình cắt giống như nè. Trắng hết cho mình luôn. Đó, rồi mình lấy cái củ hành cũng được. Nay mình là mình chiết bằng củ hành nha. Mình khuyên bạn nhiều lúc người ta không cần cái củ hành hoặc cái củ cái trái cây gì hết, mà cắm xuống cũng được. Mà cắm xuống thì cái cây nó không có chất lượng nhiều. Thì cái này nó làm có nhiều cái chất đạm lắm, nhưng cái những cái trái nữa nè, nó nuôi cho cái cây trong thời gian mà mấy tháng trời đó. Còn cái đất thì cũng được nhưng mà nó không có chất đạm nhiều. Thì bằng cắm thẳng vô cái này, vô củ hành này, bằng đục cái lỗ, bằng cắm vô. Thì trong vòng mấy tháng thì nó sẽ mọc ra. Còn nếu bằng cắm thẳng vô đất cũng được, nhưng mà cái lực lượng đất nó không có đủ cái chất nó giúp cái cây liền. Còn cái này nó sát vô cái gốc cây này, sát vô củ hành, thì củ hành nó cái cây này nó phát triển rất là mạnh khi nó có trái và nó có bông. Mà thằng này là rất là tốt, củ hành là rất tốt, nó có cái chất kích thích của cái rễ cây và nó làm cái bông nó ra rất là dễ nữa. Thì mình recommend bạn làm cái cây củ hành nha. Thì nó kích thích cái loại củ hành này thì nó kích thích cho cái rễ vừa cái cây nó ra bông nha bạn. Bằng chiếc cái nó ra bông lẹ lắm nha. Rồi mình chỉ cái đất cho bạn nha, cái đất mình dùng đó nha. Cái loại đất mình dùng mà để cho cái thường tất cả các loại cây đó bạn, cái loại đất này nè, cái loại đất nó organic thôi mình nha. Rồi nó là organic thôi, nó không có một cái chất chemical gì hết. Cái này là phân bò, bạn mua trong Home Depot nha, bạn coi cái tên được cái số của nó là cái đất này nè đó. Cái đất này là bạn mua trong số nó là 0.05 0.05 0.05, mua trong Home Depot. Cái đất này rất là rẻ, nó không có mắc nên bạn mua được rồi. Đừng có mua mắc tiền lắm. Đất này nó có phân bò hơi thúi đó, do đó tụi Mỹ nó không có thích. Tụi Mỹ nó nghe thúi nó sợ lắm nha. Việt Nam mình ok, Việt Nam mình cái miễn là tốt là chịu rồi nha các bạn. Bạn cứ mua cái loại đất phân này được rồi, mình nhờ comment bạn mua phân này nha. Rồi trong thời gian các bạn ngâm á, thì bạn đục cái trái hành ra nha, đục cái lỗ ra để mình chờ cái rễ vô ha. Đó, nước dữ quá, đâm cẩn thận nha bạn. Cái dao này nó rất là nguy hiểm, dao Thái Lan rất là nguy hiểm các bạn. Của Nhật, cái dao này của Nhật cái lộn rất là nguy hiểm. Rồi đúng 2 phút rồi đó, bạn lấy cái này ra được rồi. Bạn lấy ra các bạn đâm đây. Mạnh tay vô cũng còn cứng quá, đâm làm thêm một lần nữa để nó sâu quá.
đó, đâm cho sâu xuống bạn, đâm xuống ha, rồi bằng lùi vô nha, đó, lùi mạnh vô, đó, bằng lùi này, thấy chưa? Bạn đâm cái này xuống nè, nó lòi chút xíu rồi, xíu để cho nó có cái hơi thật là thoáng xíu thôi, rồi sau đó bạn cho xuống đất ha, xuống đất, xuống này đi, cái đất nãy mình nói là cái đất mình dùng cho cái mua trong Home Depot đó, đất này nè, bạn thấy nó rất là good, thì mình cho vô đây. Đó. Nó bằng chôn nó xuống ha, bằng chôn nó xuống rồi bằng lắp trên nó cứng cứng xíu đó. Nó cứng chút xíu nó không có ngã đó bạn biết không đó. Mình cho nó chặn xuống, nó chặn từng cái cho ngã cho nó cứng nha. Bạn có cái cây mà cây sắt này nè, bạn cắm vô để giữ nó khỏi ngã, thì lúc lâu ngày nó cũng dễ ngã đó, và khi bạn mua cây nó có cây cho bạn hết á đó. Chết rồi đó. Đây bạn ơi, bạn xong rồi đó, rồi mình sẽ bắt đầu mình đổ cái nước hồi nãy bạn nhớ không, cái nước nãy mình nhúm cái cây vô cái gốc cây trong này nè, bây giờ mình rõ chút xíu xung quanh đây nha, đó, cho cái này nó khích rễ lắm, cái phân 13 là phân này nè, đó nãy mình nói là nó khích rễ cho cái bé cái rễ cây nó lên lá mọc mạnh lắm nha, mình rải chút xíu đó. Còn cái thật ra bạn nãy mình nói là mình không làm cái củ hành cũng được, nhưng mà cái cây nó không có được, không có khỏe bằng mình để củ hành nó đâm vô cái thân gốc cái gốc cây á thì nó mọc mạnh hơn. Sau đó bạn bỏ xíu phân 13 xung quanh, mình đừng đổ sát nha. Mình bất cứ mình làm một cái cây gì đó mình không có bỏ sát cái phân này vô trong gốc cây nó sẽ ảnh hưởng dữ lắm. Để xa một xíu. Đó, để xa gốc cây một xíu thì cái cây nó không có ảnh hưởng. Nếu mà để sát cái phần khi nước tưới nó xuống thẳng vô gốc cây nó sẽ chết nha bạn. Mà để xa một xíu nha, xa chừng cỡ tùy theo cái khoảng cách cái cây nhỏ thì mình rải ít thôi, để khoảng cách chừng cỡ 4-5 inch, còn cây lớn mà đã nhiều xíu thì hơi xa xíu nữa nha. Đó, giờ bắt đầu mình dùng cái cây này nè. Đó, cái cây này mình sẽ đâm nó xuống, rồi mình để cái bao lên. Mình sợ để mình nếu mình để cái bao lên thì sẽ cái cây này không ra bông lá thì nó sẽ bị gãy cái nhánh đó. Nên mình cắm cái cây vậy nè, đó. Mình cắm cái cây vô trong cái chậu trước. Đó, mình cho thẳng này luôn. Rồi mình để cái bao lên lông lên nha bạn. Mình để cái bao lông lên. Đó. Mình cho trùm cái bao lông lại. Đó, mình trùm bao lông như này. Đó, mình đóng cái cây cái thập vậy nè. Và nó xuống dưới cái chậu. Đó, giờ mình để cho bông lông lên nha. Rồi giờ bạn mình trùm cái bông lông nha bạn. Mình trùm bông lông lên. Mình bỏ cái bông lông này lên. Đẹp cũng bạn. Thấy đẹp ha. Thấy đẹp ha. Để bạn thấy bằng trùm cái bao lông lại đó, trùm từ trên xuống dưới để có ánh sáng ha, mình trùm xíu có ánh sáng. Ở nha. Bạn nhớ khi bạn bỏ rồi đất lên nó bạn chặn nó chặt lại nha bạn. Chặt lại. Cho nó chặt lại nó giữ khi nó không có rung cái thân rễ này nè. Nếu mà bạn không chặt cái lại nó rung á, lúc nó không có tốt cho cái cây, từ cái cây nó còn non á, nên mình chặt lại. Rồi sau đó bạn đổ nước chút xíu nha. Nước mà lấy nước xong bất cứ nước nào cũng được, đừng nước mưa, nước gì có đó. Nước mưa là quá tốt rồi. Thì mình xin một hộp cá xíu nước của cá nhỏ là cái giếng nha. Cái đây giếng là cho vui thôi. Nhớ ở Việt Nam mình đóng cái giếng là mình để cho vườn chơi cho vui đó. Thì giếng Việt Nam vậy. Đó. Giờ mình đổ vô cây cho đều ha. Đó, đổ hết nha. Đổ nhiều nữa bạn không sao đâu, đổ khi mà nước cái đất nó nhạt nhạt là được rồi đó, còn đổ nhiều vô cho nó nha, đổ cho cái đất nó nhạt xuống lại, rồi sau đó mình cột lại nha, bao lông mình cột lại cho chặt lại luôn, rồi cột chặt luôn để cho nó. Bạn thấy đẹp không? Đẹp ha, giống như ma cà rồng với bạn ha, quấn vô này đó, quấn lại hết, quấn chặt luôn cho mình luôn nha, quấn vô thôi, đó. Giống như ma cà rồng đứng đen mũi trắng này đứng mà đường cá rất xỉu luôn đó. Trắng bóc mà đứng này để tao mất lùm cây bạn chắc chạy gần chết luôn đó nha, mình sợ lắm, mình cũng sợ ma lắm nha, hồi nhỏ đi phá chứ không phải ma, cũng sợ lắm, mình thấy chưa, trắng bóc đó bạn để vậy rồi sau đó bạn bưng vô trong kia thôi, bưng vô cái bóng mát thì cái đây bóng mát ha, đừng cho bóng mát nha, đừng có để ngoài nắng, xong rồi bỏ bóng mát nha bạn, đừng có để ngoài nắng, cái nắng nó sẽ chết, mình để nó bóng mát ha.
Hello bạn, giờ mình đi ra mình coi cây á, mình chiết từ ngày đó kể tới giờ là 3 tháng rưỡi đúng rồi bạn. Rồi 3 tháng rưỡi, hơn 3 tháng rưỡi đó. Thì cái cây nó cũng, mình thấy nó cũng ok, nó cũng cũng mạnh. Thì nó rất là xông xê, wow, nó cao lắm bạn thấy chưa. Đó, đúng 3 tháng rưỡi rồi, giờ bắt đầu nó đầy đủ lá rồi đó. Đó, cái mùa mà bạn cần chiết cây á, làm gì thì nó phát triển nhất là vào tháng 2, tháng 3 là bắt đầu cây nó phát triển dữ lắm nha bạn. Bạn nhớ mà khi bạn bỏ phân vẫn gì là từ tháng 2 bạn bỏ, đừng có bỏ mùa hè. Mùa hè nó sẽ bị chết cây, mùa nóng nhất là tháng 3. Tháng 3 thì bạn mới bỏ nha. Wow, đó bạn thấy giờ mình tháo mình coi nha. Hy vọng là nó sẽ tốt lắm, không có gì sai, không có gì hết. Đúng là 3 tháng rưỡi mình mới tháo cành ra. Wow, nó có bông đó bạn ơi. Có bông. Chắc lẽ mình nói rồi, trước video mình nói là nó có thể mình dùng cái hạt củ hành á, cái củ hành nó mới có thể nó giúp cho bạn, nó làm nó kích thích cái rễ dữ lắm, có thể nó làm rễ đi trái nó phát triển đó bạn. Củ hành đó mình thấy mấy cây này nó hợp cho củ hành hoặc củ tỏi, củ hành nó bự hơn đi, củ hành bự nó dễ hơn nên bạn lấy ra đó. Lấy ra táo dữ trời, lấy ra sợ nó rụng mấy cái lông hết trơn, quanh lộn mấy cái bông hết cho nó nha, lỗ bạn nó lộn nha đó. Đúng là giờ là 3 tháng rưỡi, tôi nghĩ trên 3 tháng rưỡi đó thì cái cây này nó cũng cao lắm rồi, mình tự mình chiết lộ cây cao đó. Giờ để mình coi thử, mình lấy đất ra mình coi thế nào, rễ thế nào nha các bạn. Đúng 3 tháng rưỡi thì mấy cái lá đồ nó dơ dãi quá đó. Có bông rồi bạn ơi, bông đẹp ha, bông này thơm lắm bạn, nó rất là thơm mà nó thơm dễ sợ lắm. Mình thích trồng mấy cây bông này, giờ có bông rồi đó. Đúng là 3 tháng rưỡi đó, cái mình chiết từ cây mẹ ra thì cây mẹ nó có đó trái bông mấy năm trước rồi nhưng bị chết thằng lạnh thôi, nó mọc lên thì mình chiết ra vẫn có con đó. Mình chiết ra bằng làm để đỡ chứ bằng ra ngoài mua tốn tiền lắm nha. Bạn nhớ bằng phải dùng cái trái, bất kỳ trái cây nào hết, cái trái quả nào mà ăn không bỏ thừa đó, bạn ra bằng dùng cho này nha. Thì bằng cắm không cũng được, mà nếu bằng cắm thẳng xuống dưới đất này cũng được, mà không cần trái cây bằng cắm thẳng như mấy người chị đó thì cái chất hiệu quả nó không có bằng có trái cây. Từ trái cây nó trực tiếp vô cái rễ gốc cây mình cắt ra đó thì cái cây nó phát triển mạnh hơn, bởi thấy không, nó mạnh hơn đó. Tại vì cái trái đó nó rất nhiều chất đạm, rất vitamin, nó hép cho nó giúp cho cái trái cây cái rễ phát triển nhanh và cái nó ăn thấm vô cây liền. Còn đất thì cũng được, đất thì lúc nó mọc thì đất được 50% thôi, nó có được nó không được giúp được cái cây nhiều đó bạn nha các bạn. Giờ mình nhổ rễ cho mình coi nha, mình thấy thử coi thấy bao nhiêu rễ nha. Giờ mình đã bắt đầu lấy cái rễ mình coi nó phát triển thế nào nha các bạn. Mình thích trước cái bông mình dễ sợ, cái bông mình thơm lắm, nó thơm phức luôn, mấy cái loại này nó thơm lắm, cái quýt này thơm dễ sợ lắm. Đó, mình lấy ra 3 tháng rưỡi rồi cái cây nó bắt đầu nó cái cây mà còn cái rễ nhiều thì nó phát triển mạnh, nên bằng khi bằng cắt á, và bằng cắt cái gốc á thì mình lấy bằng hơi dài chút xíu, cái độ mà lộ cái da nó hơi dài chừng 2 inch cho Thái đi nha, 2 inch cho mình nha, thì bắt đầu nó mới bảo đảm là cái rễ nó ăn nhiều hơn. Còn mình cắt có 1 inch thì cái lượng rễ nó ra ít lắm, nên mình khuyên bạn làm 2 inch thì nó tốt hơn, 2 inch mà để thời gian nó ra đầy đủ thì bạn mới bắt đầu mới làm nha, chứ đừng có sớm quá. Như lúc 1 tháng mà lấy ra liền là cái cây nó không có đủ sức của nó, bạn biết không, nên nó không đủ sức của nó, phải là 3 tháng hoặc là 4 tháng thì cái cây nó mới đủ sức của nó, rễ nó ăn ra hết cái chậu rồi, bạn thấy không đó. Giờ cái rễ nó ra rồi, giờ thôi mình không lấy ra nhiều nữa, mình lấy nhiều sợ nó chết đó bạn, nhiều quá nó chết đó. Cái rễ đó mình nó hơi bự đó, ăn thuốc trong này luôn, nó ăn từ trong này ra luôn đó, nhưng mình không dám lấy nữa, tại lấy nó bể nó chết, cái rễ nó ăn ra nhiều lắm đó. Thì mình khuyên bạn giờ bạn làm cái trái mà cái trái nãy mình làm, nó cái trái mà đó bằng làm bằng trái cây, chứ đừng không có trái cây thì nó không có chất lượng nha bạn. Rồi giờ cái mình khuyên bạn cái đó, nhưng mà bắt đầu cái bạn giờ trồng xuống chậu được rồi, bạn trồng đất cũng được, không cần chậu đất thì cũng được nha. Giờ rễ ra một nhiều lắm rồi, rễ ra sát luôn bạn ha, ra chùm đầy hết, nhưng mà mình không đập ra được, mình đập ra thì nó sẽ bị chết cái cây đó. Tự mình để cây này 3 tháng, để 3 tháng rưỡi đó thì nó được cái phát triển mức độ này, còn để 1 tháng thì cái rễ nó không có nhiều đâu, nó chút xíu ra ngoài, nó chừng 2-3 inch thôi, nó không có đủ rễ. Nhưng mà mình để chừng 3 tháng lên thì nó ăn chặt hết, ăn nhiều rồi đó nha bạn. Cảm ơn bạn coi video mình nha, cái gì ủng hộ cho mình nha, có gì comment cứ cho mình biết không sao, nhưng muốn trồng cây cối muốn làm gì đó cứ hỏi mình nha. Cảm ơn bạn rồi, good night, cảm ơn bạn nhiều rồi, bye bạn ha.